Cúc là một nhìn chọn người mình nữa. Tại vì mình có một cái feeling nó mình nghĩ là mình nó sẽ hợp hợp hơn. Mình cũng có cái trực giác trong cái video bị giống là bad boy, làm rap, làm sport là cũng cool. Ở ngoài Amodin thấy dễ thương, trong video hơi bad boy nhưng mà thiệt ra là thấy tế hiền. Trước đó Amodin cùng thấy bạn nam số 1 cũng hợp. Cuối cùng ba bạn nam nói chuyện á, Amodin thích số 2 là Jimmy. Và mình cùng lúc đó cũng nói là mình follow Amodin trên Insta và mình biết cái cuộc sống của Amodin. Cái bạn số 3 Amodin biết liền là nói như vậy thôi. Bạn đó là có người yêu rồi. Khi lúc cuối cùng khi Amodin chọn thì Amodin lúc đó đi gần, thấy mặt gần nên là Amodin cũng feel là Amodin thích Jimin hơn. Mấy tất cả bạn đằng sau hét số 1, có người hét số 2, có người số 3, là Amodin nói trời ơi không biết. Nhưng mà không biết tại sao khi Amodin đi bên cạnh số 1, Amodin thấy số 1 hiền nhưng mà nó có cái gì nó không có bình thường, nó không có tự nhiên á. Nên là cuối cùng là bạn đó là có người yêu rồi, nên là Amodin rất là vui. Lúc mà Amodin chọn mình xong thì cái bảng đèn nó hiện màu đỏ mà. Cái lúc đó là sao nè? Amodin bị shock luôn. Ở trong cuộc sống Amodin ít shock như vậy. Khi Amodin thấy cái màu đỏ rất là mắc cỡ. Mặt luôn, đỏ mặt. Mắc cỡ là cái mặt đó giống cà chua đúng không? Giống cà chua đúng không? Tại vì lúc đó đứng ở trên sân khấu nhìn xuống là thấy Amodin mặt đỏ hay là cứ chạy xuống cái ghế ngồi thôi. Tiếp theo tại vì Amodin nghĩ là trời ơi, 5 phút trước Amodin đang nhảy cầm tay như vậy, nhảy như vậy bên cạnh, nên là Amodin nghĩ là trời ơi, Amodin đang mắc cỡ vì người yêu của Min. Nhưng mà cuối cùng cái bầu nó thành xanh lại là wow. Rồi đằng sau cũng hét, nên là Amodin happy nhưng mà cùng vẫn hơi mắc cỡ một cái sau. Amodin nghĩ là giống là mình đang ở trong một cái phim á, hay quá. Mình không nghĩ là Amodin sẽ chọn mình luôn. Vì sao? Tại vì ở dưới mọi người đều nghĩ là mình là một cái màu khác. Bốn người khách mời á, đâu có nghĩ là mình là màu xanh lá đâu. Lúc đó bốn khách mời cùng nói muốn cho Amodin chọn số 1 đó, nên là Amodin cũng muốn chọn nhất, tại vì ai cũng muốn cho Amodin chọn nhất. Nhưng mà cuối cùng Amodin cũng có cái feeling đấy. Nha, không có ngon. Mở ngay Vion và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với Vion Love Ride. Vion Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đừng rời mắt.